Xe phía trước. Còn giữ còn cái nút bên đây là cái nút giữ hàng hỗ trợ tay lái này. Hỗ trợ đánh lái. Đó.
anh chi nhánh là tự động nó đà là anh nhanh thoát lên là nó sẽ bắt theo cái chiếc xe tải kia, đúng rồi, nó bắt chiếc xe tải đó. Là nó sẽ hiện chiếc xe tốc lên để nó đi làm cái chiếc xe tải là khúc lúc đó là nó sẽ tự động nó tăng tốc luôn. Và khi mình xi nhan thì cái camera bên phía tay trái nó sẽ hiện lên ở trong cái đồng hồ luôn. Đó, chị. Nên nó cũng rất là tiện. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mà anh chị nào đang có thắc mắc hay là muốn tìm hiểu về cái dòng xe Kia Sorento All-New này á, thì quý anh chị cứ điện thoại vào số hotline của em là 0902 617 839, gặp em để em hỗ trợ tư vấn.